hôm nay mình sẽ chia sẻ về Vishimax, Cordyceps với lại T-Green trà xanh các bạn. Thì cái sản phẩm đầu tiên là sản phẩm cực kỳ đắc ý của mình và rất rất là chân quý đối với mình. Tại vì cái cách công ty của mình sản xuất thì tên của nó là Rishimax GLP, tức là nó sẽ hỗ trợ cái hệ thống miễn nhiễm của mình mà optimal, tức là một cách rất là tối ưu các bạn nhé. Thì đây là phải nói hơi hơi về cái hệ thống miễn dịch một tí để các bạn hiểu hệ thống miễn dịch là cái gì. Tại vì thật sự ngoài ra nếu mình không học về sức khỏe chắc mình cũng không có để ý và không biết cái sự quan trọng hệ thống cái của mình á. Nếu mà mình không săn sóc hệ thống miễn dịch mình kỹ á, là mất mạng như chơi các bạn nhá. Cái đây là nói từ kinh nghiệm cá nhân của gia đình mình nhá. Thì ông xã mình chết vì ung thư là vì cái hệ thống miễn dịch không được săn sóc kỹ, nói thẳng luôn các bạn rồi nhá. Thì là thì hệ thống miễn dịch của con người là một cái mạng lưới rất là phức tạp, gồm các tế bào là một, kháng thể là hai, và các cái chất đạm để phục vụ ba cái chức năng chính sau đây các bạn. Là thứ nhất là loại bỏ các cái chất thải và các vật chất có hại cho cơ thể mình để đảm bảo mình có một cơ thể mình có một cái chức năng bình thường. Và cái thứ hai đó là bảo vệ chống lại cái mầm bệnh vi khuẩn, nấm và virus nhá. Các bạn nhớ nhá, vi khuẩn, nấm và virus thời này là thời dịch nha các bạn. Thì các bạn nên để ý cái công dụng này của cái Rishimax của mình, hay là nấm linh chi đó, nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu đó. Thì cái thứ ba là giết và loại bỏ tất cả các chết và các tế bào thay đổi dạng không còn có chức năng để phục vụ cơ thể mình nữa, đó là nấm linh chi làm được chuyện này các bạn. Rishimax thì hệ thống miễn dịch của mình đó, của con người đó, là được cân bằng một cách tinh vi bởi một cái hệ thống kiểm soát và quy định phản hồi rất phức tạp nhá. Thì sự suy giảm miễn dịch kéo dài có thể, mà nếu mà kéo dài có thể dẫn đến nhiễm trùng là một, ốm đau thường xuyên là hai, thiếu sức sống là ba, không là thiếu năng lượng và suy giảm cả cái sự trao đổi chất, tức là cái sự biến đổi những cái chất trong cơ thể của mình để trở thành cái mình ăn vô cái gì nó cho nó metabolism nó biến đổi chất để mà nó trở thành cái chất bổ để nuôi cơ thể của mình nhá. Nó sẽ bị suy giảm nếu mà hệ thống miễn dịch của mình suy giảm nhá. Mặt khác đó thì cái hoạt động mãn tính của hệ thống miễn dịch đó cũng có thể dẫn đến một số tình trạng tự nhiên như là viêm khớp. Lupus là một cái bệnh mà rất là nó làm xương xỉa và nó làm đau nhức cơ bắp và suốt ngày các bạn, và viêm thận và dị ứng vân vân. Thành ra cái hệ thống miễn dịch của con người mình nó là rất là quan trọng là cái chỗ đó. Thì hệ thống miễn dịch có cái khả năng nhận biết và tiêu diệt ha. Thì khi mà hệ thống miễn dịch mình nó nhận được một cái thông điệp hóa học cảnh báo rằng hệ thống miễn dịch đang có kẻ xâm lược đó, thì tế bào miễn dịch là ngay lập tức là các cái hình màu xanh trong các bạn thấy đó, thì mấy hình chấm chấm nhỏ nhỏ là vi trùng vi khuẩn đó các bạn. Thì cái tế bào màu xanh của mình nó ra nuốt chửng cái kẻ xâm lược, tức là vi khuẩn, virus hoặc là nấm trong người mình nha. Các bạn thấy cái hình hoạt họa nó là như vậy để các bạn hiểu rõ hơn nha. Thì bây giờ nếu mà Reishi Mushroom là cái nấm linh chi nha, thì nấm linh chi gọi là hay còn gọi cái chất hóa học của nó là Ganoderma lucidum, thì là một cái loại nấm mọc rất là ở một cái dạng giá thể trên các cổ cây, trên cái mặt của các cái cây và ở gốc cây nữa các bạn. Ở vùng núi có nhiều cây cối rậm rạp và có độ ẩm rất cao và ánh sáng rất là yếu, thì bào tử của linh chi có vỏ cứng ngoài cứng đến mức mà không thể nảy mầm, và điều này giải thích cho cái sự hiếm hoi của nấm linh chi các bạn nhá. Thì có nhiều loại nấm linh chi thì có 62 loại cơ, và trong đó có 6 màu nhá các bạn. Thì linh chi mà của công ty Pharmanex New Skin là linh chi đỏ, là tại vì nó được ưa chuộng nhất, tại vì nó có thể tạo ra cái chiết xuất chất lượng cao nhất để được đánh giá và đã được đánh giá bởi khoa học là cái chất lượng cao nhất của nó. Thì ok, thì mình nói chi tiết ở đây để các bạn hiểu rõ cái tại sao mà cái nấm này rất là quý nhá. Và cái giá thành ở đây nghe cái buồn cười là giá thành quá cực kỳ không có cao gì cả, giá thành rất là thấp để mà công ty mình có thể sản xuất ra cái sản phẩm quá quý này các bạn nhá. Thì nó được là những cái sản phẩm mà có giá trị nhất trong y học cổ truyền của Trung Quốc các bạn, và nó có lâu lắm rồi, từ trước cả cả thời 8 AD đó các bạn. Và ở Đài Loan đó, các gia đình thường tặng cái rishi cho ông bà của họ, tại vì đây là một cái phong tục mà mình quý ông bà mình muốn ông bà mình sống lâu và sống không có bệnh, thì mình biếu nấm linh chi là vì vậy. Thì văn hóa của linh chi đó thì là năm 1971, một cái nhà khoa học gọi là Yukio Naoe á ở Nhật Bản thì đã phát triển ra một cái công việc nuôi cấy nhân tạo linh chi để giúp tạo ra linh chi và có thể tái sản xuất và ổn định nhá. Thì cái đó là lý do mà tại sao mà công ty mình có thể sản xuất cho mình đều đặn. Và những chất có cái hoạt tính cao này có bản chất của cái nấm linh chi, và chúng là những cái tế bào sinh sản được giải phóng khi trưởng thành. Tuy nhiên các bạn, các bào tử linh chi được bảo vệ bởi một cái lớp vỏ cực kỳ cứng khiến cho
chúng ta không thể hấp thụ các hoạt chất này một cách tối ưu. Nhưng mà ở đây các bạn nên nhớ là sắp sửa sắp tới mình sẽ tiết lộ. Đừng có lo lắng về vấn đề là không thể hấp thụ hoạt chất một cách tối ưu là đối với những công ty khác thôi. Nếu mà mình, nhưng mà may mắn là mình đã biết được công ty Pharmanex New Skin, thì cái vấn đề mà bào tử cực kỳ cứng, cái lớp vỏ cực kỳ cứng mà nó che khuất bào tử không còn là vấn đề nữa các bạn. Thì bây giờ mình nói nhanh ở đây là mình để cái trang này lên đây thì các bạn biết rằng tại vì cái function, cái chức năng của những cái chất, những cái thành phần trong cái nhóm rishi mushroom á, trong cái nhóm linh chi á ha, thì cái thành phần trên á polysaccharide nó phát triển cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, nó ủng hộ cái nó làm cho cái hệ thống, cái chức năng của gan của mình khỏe hơn, và nó kích thích cái sự sản xuất ra insulin, do đó nó có trong công dụng rất là cao về cái sự hỗ trợ cái bệnh tiểu đường của mình các bạn. Và cái thứ hai đó, cái chất thứ hai là triterpene, nó nourish the liver, tức là nó nuôi dưỡng cái gan của mình ha, phòng chống chống allergy, chống dị ứng á, rồi chống viêm, rồi duy trì cái cholesterol cho mình ha, rồi đồng thời chống đau nhức cho mình. Và cái chất thứ ba là nucleoside đó các bạn, thì nó chống cái sự mà thành lập trong cái máu đông, và do đó nó chống nghẽn tim cho mình các bạn nhé. Và cái thành phần thứ tư là fatty acid, là axit béo đó, và nó chống cái histamine release, tức là nó khi mà mình bị dị ứng, mặt mình bị nổi mề đay, nổi sưng ngứa tùm lum đó, thì cái fatty acid trong cái nấm mushroom nó chống lại được cái đó cho mình, đúng không? Thành ra nó chống cả những cái sự phản ứng dị ứng cho mình, mà mình để cho mình được chịu lại và mình không có bị khó chịu. Thành ra dùng rishi mắc thường xuyên nó có lợi ghê lắm các bạn. Và cái thành phần thứ ba nó cũng có cái dinh dưỡng là amino acid, vitamin và khoáng chất, là những cái thành phần mà cơ thể mình cần các bạn nhé. Thì bây giờ nói thêm tổng thể của cái ích lợi của cái nấm rishi mắc của mình á, là hỗ trợ di động là một nè ha. Thứ hai là các bệnh liên quan đến rối loạn chức năng miễn dịch và bảo vệ gan, rối loạn chức năng hệ thần kinh, và cái thứ năm là bảo vệ tim mạch và hỗ trợ đường huyết cho mình. Mình xin lỗi các bạn, mình nói nhanh tại vì mình có quá nhiều tài liệu để chia sẻ với các bạn hôm nay mà thời giờ rất là ít nhá. Thì nghiên cứu lâm sàng đó đã cho thấy rằng rishi mắc kích thích khả năng của một hệ thống miễn dịch để nhận ra mầm bệnh và các tế bào bị thay đổi. Thì mình đưa ra cái nghiên cứu lâm sàng, tại mình là khoa học về xét nghiệm, cái gì phải có nghiên cứu lâm sàng mình mới tin. Còn nếu mà nói khơi khơi đưa sản phẩm cho mình dùng mà nói cái này tốt, mình không tin các bạn. Thành ra mình thích đưa những cái minh chứng là công ty của Pharmanex New Skin, cái gì cũng có minh chứng lâm sàng nhá. Thì cái thứ hai là rõ ràng là Rishimax cung cấp những cái liệu pháp bổ sung để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ các bạn nhá, là qua cái sự kích thích cái sự hình thành kháng thể và khả năng tăng sinh của tế bào miễn dịch, và điều chỉnh chức năng của tế bào T và tế bào NK, là hai cái loại tế bào mà nó hỗ trợ cho cái hệ thống miễn dịch của mình khỏe hơn, và nó đuổi thải hết tất cả những tế bào ung thư đó các bạn. Thành ra do đó đó lý do tại sao cái này mà chống ung thư rất là mạnh nhá. Thì bây giờ đi thẳng vô cái Rishimax GLP của công ty Pharmanex New Skin, là sử dụng các loại rishi tốt nhất nhá, mà đó là linh chi đỏ hoặc là Ganoderma lucidum các bạn, và sử dụng cái phương pháp trồng của rishi tốt nhất luôn. Thân cây thì rắn chắc và canh tác hữu cơ từ từ 120 ngày cho đến 200 ngày mới cho ra cái nấm trưởng thành để mà làm ra cái viên rishi mắc cho mình nuốt. Đó là lý do tại sao mình thấy cái nấm này với cái giá thành công ty đưa cho mình quá rẻ. Cái chai linh chi mà công ty đang bán hiện giờ nên gấp 5 lần như vậy mới mới xứng đáng cái khoa học và cái công trình nghiên cứu của công ty Pharmanex New Skin tạo ra cho mình dùng các bạn nhé. Không có thuốc trừ sâu nào, tức là organic ha, rồi không nhiễm vi sinh vật mà làm hại cho cơ thể con người. Thì đây là cái mà độc đáo của nấm linh chi của Pharmanex các bạn, mà chưa có công ty nào có, là sử dụng quy trình sản xuất độc quyền để chiết xuất cho các hoạt chất từ cái rishimax, từ cái linh chi cho mình nhé. Đây là cái độc quyền đó các bạn nhá. Đây là những cái bào tử của linh chi bên tay trái, cái vỏ nó rất là cứng nhá, và được được cái công nghệ loại độc quyền hồi nãy, và các bạn nhìn thấy cái hình đó, nó làm cho cái bạc tử đó nhỏ nhỏ ra 100%, và do đó nó để trong cái viên để cho mình dùng. Thành ra cái công thức đó, công thức mà tách bào tử, là công thức độc quyền chỉ có công ty Pharmanex New Skin có mà thôi, và nó chứa 100% những cái bào tử, tức là những cái hoạt chất mà hỗ trợ con người của mình, và được tiêu chuẩn hóa luôn qua cái hệ thống CS các bạn, 6 tiêu chuẩn điều kiện chất lượng nhá. Và 6% nấm linh chi trong này, cái mình nói cái tên hóa học mình để đây để các bạn thấy ha. Rồi thì đây là những cái nghiên cứu lâm sàng đó, thêm nữa của cái linh của cái Rishimax của công ty này đó, của công ty Pharmanex New Skin đó, là rõ ràng cho thấy là tăng kháng thể trong huyết thanh các bạn,
do đó phòng chống ung thư cực mạnh, yeah, rồi kích thích tăng sinh của các tế bào miễn dịch, yeah, phòng chống thêm ung thư và virus và tất cả các cái khác, ha, rồi điều chế các chức năng của tế bào T và NK, hệ thống trong phòng chống ung thư, nhá, yeah. Và lẽ dĩ nhiên virus chống virus và các cái khác như các bạn nói, mình phải nói lặp lại để các bạn hiểu thấy cái linh chi nó hoạt cái Rishimak này nó vô cùng là hỗ trợ cái hệ thống sức khỏe của con người. Thì bây giờ cũng có minh chứng lâm sàng rồi các bạn nhá, yeah. Thì đã thấy rằng placebo, các bạn thấy cái cột bên trái của các bạn chữ placebo đó là những người không được dùng cái nấm linh chi, nhá, yeah. Thì nó gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm, gia tăng hệ thống miễn nhiễm ở cái nồng độ là 0.5 á, thì gia tăng tới 4 là gấp 405% là các bạn. Thì các bạn nhìn cái cột bên tay phải hết á, là những cái thứ linh chi khác đó cũng được cái cho dùng với cái 0.5%, thì cái sự gia tăng miễn dịch chỉ có tí ti thôi nhá. Thì nếu mà tăng tăng cường độ dần lên đó tới 2.9% đó, 2.925 á, thì là cái sự gia tăng của cái cường độ lên tới 800% nhá. Thì các bạn thấy là minh chứng lâm sàng đã cho thấy, và thấy cái hoạt động của linh chi của các sản phẩm khác đó là sẽ bị mất đi khi mình dùng những cái linh chi khác đó. Khi mà cho vô cơ thể mình thì trong vòng dưới chưa tới 20 khoảng 25 30 phút là đi là xong hết. À, còn linh chi Rishimak sau 1 tiếng đồng hồ vẫn còn hoạt động các bạn. Thì đó là cái sự hoạt động của linh chi. Và bây giờ nói tới độ hòa tan. Thì cái linh chi hòa tan của mình so sánh với những linh chi khác tụi mình á, là độ hòa tan cao tới 90% so với các sản phẩm khác mà các bạn thấy ở hai cái cột bên tay phải nhá. Rồi thì bây giờ đó là đây là cái sự khác biệt của linh chi Pharmanex Rishimak GLP của Pharmanex này các bạn, là cái số 1 quy trình 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng nghiêm túc nhá, và giúp cho cái linh chi của mình trong sạch tinh khiết an toàn và hiệu quả nhá. Qua cái quy trình 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng của độc đáo duy nhất của Pharmanex, chỉ có Pharmanex New Skin mà thôi. Thì là cái thứ hai, cái độc đáo thứ hai là linh chi đỏ. Cái thứ ba là cái cách canh tác hữu cơ organic nhé các bạn. Và cái thứ bốn là cái phương pháp mà làm nứt vỡ bào tử để mình có cái hoạt chất để mà làm thành cái viên cho mình nuốt, và do đó nó tác dụng tích cực trên cơ thể của mình. Và công nghệ sản xuất độc quyền lẽ dĩ nhiên và cái mức độ hoạt động cao nhất trên thị trường. Khoa học chứng minh điều này các bạn nhé. Công ty New Skin không làm gì không có khoa học chứng minh. Và cái cách dùng các bạn thì một viên để mà duy trì sức khỏe mỗi khi mình ăn đó nhá, hai viên để điều hòa hệ miễn dịch của mình đó. Thì cái đó là các bạn biết rồi. Bây giờ mình sang cái thành phần kế tiếp, mình phải đi nhanh. Và cái đó là Codimax các bạn, là cái sản phẩm thứ hai của công ty mà hôm nay mình được chia sẻ các bạn, tên là Codimax CS4. Thì người Việt Nam mình gọi dịch ra là đông trùng hạ thảo các bạn nhá. Thì là một cái chất sức độc quyền và được tiêu chuẩn hóa của nấm Cordyceps sinensis để tăng cường sức chịu đựng và sinh lực, và đồng thời làm giảm mệt mỏi cho mình các bạn nhé. Rồi thì đây là một cái trang này, nó là một cái mà mình tìm được trên mạng, mình rất là, đối với mình khoa học xét nghiệm mình rất là thích thú, thành ra mình cho các bạn xem nó tí thôi. Thì nói tóm lại cái khoa học cho minh chứng lâm sàng này á, là chỉ nói ra hai điều thôi các bạn, là nó giúp cho cái Cordyceps á, nó giúp cho mình chống lại cái sự phá hoại của cơ thể mình qua cái sự oxy hóa, tức là sự oxy hóa của cơ thể mình đang hứng chịu mỗi ngày, thì nó giúp cho mình chống lại cái sự oxy hóa. Oxy hóa mà mình bị oxy hóa mình không làm gì cả đó, thì mình sẽ bị nhiễm bệnh tật ung thư và già lại già nhanh hơn. Thì cái Cordyceps đã được minh chứng là nó chống lại được những cái đó, đồng thời được minh chứng là Cordyceps, những người nào dùng Cordyceps sẽ sống lâu hơn. Nó have to do with trường thọ nhá các bạn nhá. Rồi thì bây giờ cái ý tưởng chính của Cordyceps á, Sinensis á, là sản xuất thành phần hoạt chất độc quyền trong cái Codimax CS4, cái đó là cái tên của đồng trùng hạ thảo của công ty New Skin, với cái lịch sử là 2000 năm phong phú các bạn ha. Và trong nhiều thế hệ đó thì Cordyceps đã được coi như là một cái tác nhân hàng đầu của văn hóa Trung Quốc, để cái số 1 là phục hồi năng lượng, số 2 là tăng tuổi thọ, cái số 3 là nâng cao chất lượng cuộc sống các bạn. Và cái vật liệu tự nhiên của cái vựa đồng trùng hạ thảo này cực kỳ hiếm. Thì một lần nữa thì các bạn thấy rằng nó là một cái vật liệu tự nhiên cực kỳ hiếm, và chỉ chủ trương là một trên cao 14.000 feet và mất từ 5 năm cho đến 7 năm mới hoàn thành một cái vòng đời để tạo ra sản phẩm để cho người ta dùng nhá. Và do đó cái sự khan hiếm và cái giá cao, giá mắc của Cordyceps sinensis được sử dụng chỉ dành riêng cho hoàng cung trong 2.000 năm nay. Thế thì các bạn có biết là các bạn hãy lên tìm hiểu cái giá thành của Cordyceps sinensis của công ty Pharmanex New Skin cực kỳ không mắc nhá.
nên nên mắc gấp 10 lần như vậy. Ok, tại vì nó quá quý đi nhá. Thì bây giờ cái sự khác biệt các bạn thì là hơn 15 năm nghiên cứu khoa học để sâu rộng của cái Pharmanex New Skin để tạo ra cái chủng CS4 này cho mình dùng các bạn. Ghê chưa? Nhá. Rất là quý và được và cái Qualimax CS4 được bảo vệ quyền sở hữu và tự hào là cái dòng sản phẩm duy nhất được chính phủ Trung Quốc công nhận. Đó. Cái điều thứ hai nữa là CS Qualimax CS4 đã được sản xuất theo quy trình chất lượng của Pharmanex 6 điều chuẩn chất lượng, thành ra do đó nó sạch, trong sạch an toàn, được khi mà không có hại lục phủ ngũ tạng của mình, và cái số 3 là có hiệu quả và được tiêu chuẩn hóa bởi cái phương pháp HPLC, là một cái phương pháp khoa học để đảm bảo hiệu lực và kết quả nhất quán các bạn nhá. Và ở Trung Quốc đó, cái việc mà sử dụng Cordyceps đó chỉ dành riêng cho hoàng cung trong thời ngày xưa và giá rất là mắc. Thì tên của trùng hạ thảo được gọi là nấm sâu bướm nhá, tại vì nó là nấm phát triển, khi nó là ấu trùng nó là nấm, nhưng mà khi nó thành thành thì nó là hạ thảo, nó là dược thảo. Thành ra ngày đông trùng hạ thảo đó trở nên phổ biến khi mà các cái màn trình diễn kỷ lục của các vận động viên của bên Olympic Trung Quốc đó, là xuất sắc, thành ra cái sản phẩm thì được ra rất là quý giá và được phổ biến các bạn. Thì bây giờ cái Cordyceps Cordymax CS4 của Pharmanex nó hoạt động như thế nào các bạn? Thì nhiều nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng đó, Cordymax có thể thúc đẩy sức sống tự nhiên thông qua khả năng tăng cường chức năng phổi nhá, một cách khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng của cơ thể đối với những căng thẳng hàng ngày từ môi trường và nghề nghiệp các bạn nhé. Thì đông trùng hạ thảo làm tăng mức năng lượng thông qua cái tác động tích cực đến cái quá trình chuyển hóa oxy và đồng thời kích thích các chất bổ sung giống như là nhân sâm. Tức là khi mình dùng cái này chung với lại những cái nhân sâm thì là cái sản phẩm nó nằm ở trong R2 với lại Vitality đó các bạn, thì rất có thể phát huy tác dụng của cái chúng thông qua cái chuyển hóa của cái tuyến thượng thận đó. Thành ra cái Cordymax này nó nằm ở trong sản phẩm R2 và Vitality, nó là một trong ba thành phần của Vitality. Thành ra nếu mà muốn được sức khỏe tối ưu hơn các bạn có thể dùng Vitality hoặc là R2, tại vì Cordymax này nó là một trong ba thành phần của Cordymax, của R2 ban ngày các bạn nhá, hay là Vitality là sản phẩm khác đó nhá. Thì bây giờ mỗi viên nang của Cordymax CS4 nó có 525 mg và được độc quyền bởi cái phương pháp HPLC tiêu chuẩn hóa của công ty New Skin để bảo quản, để đảm bảo cái hiệu lực và cái kết quả nhất nhất quán của nó các bạn nhé. Thì đây đây là cái mà rất hay nữa là các bạn, thì thành ra mình mới đem lên để trình trình bày cho các bạn là trong một cái nghiên cứu rất là again một cái minh chứng lâm sàng đó là đông đông trùng hạ thảo đã làm giảm mức creatinine, là cái này là creatinine là một cái chất ở trong thận, và để do đó những người bị bệnh thận mãn tính ha, và nó có tác dụng nó hỗ trợ những người đó và nó bảo vệ thận cho mình nữa các bạn, để khỏi bị những cái sự phá hoại của các cái thuốc tây độc hại đó. Thành ra các bạn nào dùng thuốc tây để chữa bệnh này bệnh kia đó thì cái này nó cái dùng cái đông trùng hạ thảo để nó bảo vệ mình, và đồng thời nó cũng hỗ trợ bệnh tiểu đường và những người mà bị ghép thận đó các bạn nhé. Ok, thì dạ thì rõ ràng là cái minh chứng của cái ông tiến sĩ Ju JS và một nhóm này cho thấy rằng là đông trùng hạ thảo thực sự là giảm lượng đường trong máu các bạn nhé. Thì nói chung là an toàn, nhưng mà có thể nó có thể cái biến chứng của nó, cái này là mình thấy tìm tại tài liệu này trên cái web MD của Mỹ, thì nó có thể cái biến nó có thể dị ứng sơ sơ lúc đầu đó là đau bụng và buồn nôn và khô miệng của một số người thôi, nhưng mà cái tác dụng của nó là rất là kết lợi của nó rất là cao nhá. Thì không nên cho trẻ con dùng và có thai không nên dùng các bạn nhá, và an toàn sẽ được nếu mình dùng theo cái liều lượng mà công ty đưa, tức là 4 viên một ngày đó các bạn. Mỗi một ngày mình dùng 2 lần, mình dùng 2 viên và mình có thể dùng 4 cho tới 6 viên một ngày, 2 lần và đến 2 đến 3 lần mỗi ngày các bạn nhé. Ok, rồi thì đây là mình xong cái bài, thì bây giờ đây là một cái sự đề nghị của công ty, nếu mình dùng Rishimax mà mình dùng chung kết hợp nhau với T-Green thì mình sẽ có sức khỏe của tế bào tối ưu. Thì các bạn biết rằng từ trước tới giờ truyền thống báo chí luôn luôn là tích cực, nói những điều tích cực về T-Green nhá, là trà xanh nhá. Thì nó là một trà xanh trên thị trường, nó nói tóm lại nói chung ra đó là một một trong 20 cái sản phẩm mà được bán đắt nhất và được ưa chuộng nhất kể và trên toàn thế giới mà hiểu không. Thì đây là cái điều minh chứng, kể cả bao gồm Viện Ung thư Quốc gia của Hoa Kỳ cũng rất là thích, Viện Ung thư nha của Mỹ á, rất là thích, cũng tôn trọng cái sản phẩm T-Green, tôn trọng T-Green nói riêng ha, chứ không rồi. Ok,
thì Thigreen nó là một cái sản phẩm mà hàng đứng đứng hàng nhì trong những cái sản phẩm tiêu thụ hàng ngày của con người chúng ta trên toàn thế giới, trên toàn cầu các bạn. Hạng nhất là cà phê có mình trong đó, hạng nhì thì Thigreen cũng có mình trong đó, cái rượu, rượu nho cũng có mình thỉnh thoảng. Ok rồi, thì bây giờ cái Thigreen bây giờ nói chuyên về cái trà xanh Thigreen. Mình không muốn gọi là trà xanh tại vì mình sẽ làm biến đổi cái tên thật sự của công ty Pharmanex đặt ra thành các bạn chịu khó nghe cái chữ Thigreen nhá. Thigreen 97 các bạn, thì là chiết xuất trà xanh mà tiêu chuẩn nha các bạn, là tại vì qua cái công nghệ, qua cái xích 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng nghiêm túc của công ty Nu Skin. Thành ra khi các bạn nghe chữ tiêu chuẩn là các bạn phải hiểu cái chữ đó nó liên hệ tại vì vậy nhá. Và cung cấp cái nồng độ là tới 97% polyphenol tinh khiết trong mỗi cái viên nang mà các bạn dùng, mà trong 97% đó thì 65% là catechin, là một cái hợp chất hoạt động rất là quan trọng trong trà xanh các bạn nhá. Thì bây giờ phân phối đó thì là cái công dụng của nó đó, nó là cái polyphenol cao nhất nhá, là tại vì nó có tới 97%. So với các Thigreen ở ngoài kia mà họ bán thì chỉ có 50 tới 65% của polyphenol thôi các bạn nhá. Và trong mỗi viên nang của Thigreen của mình nó là tương đương với 7 cốc nước giải khát trà xanh, không có caffeine các bạn ha, và được minh chứng lâm sàng và khoa học. Và đây là một cái phương pháp chế biến độc quyền các bạn nhé, của công ty Pharmanex Nu Skin. Và cái quy trình sở hữu nhá thì là chỉ cái này là cái mình rất thích nè, và rất tôn trọng cái công ty Pharmanex Nu Skin này ở cái chỗ là chỉ sử dụng cái chồi lá tốt nhất và lá non của cái lá thị viên thôi. Và điều thứ hai các bạn rất là quý luôn, được trồng ở trên ở tỉnh Chiết Giang, là một cái vùng sản xuất trà xanh số 1 của Trung Quốc nhá. Và cái số 3 là quy trình khai thác độc quyền lẽ dĩ nhiên là 6 6S quality control đó các bạn. Và cái thứ 4 là đạt được tới 97% polyphenol, mà trong đó là 65% là catechin, 38% là EGC. EGC tí nữa các bạn sẽ biết nó là cái gì, và đã được loại bỏ hầu hết tất cả các cái caffeine, thành ra mình uống mình không có bị mất ngủ nha. Thì đây là thành phần hóa học của cái polyphenol các bạn, thì để cho các bạn xem chơi, tại trong số này chắc có phải có người làm về sức khỏe. Thì bây giờ nói về những cái khảo cứu khoa học của sản phẩm Thigreen 97 hả, thì dân số châu Á cho thấy cái sự duy trì sức khỏe tổng thể đáng kể ngay cả khi có thói quen với cái lối sống xấu. À ha, cái này là rất là hay các bạn nhỉ. Thì hơn 45 nghiên cứu sử dụng cái trà xanh 97 này các bạn ha. Và nghiên cứu đáng kể là về cái lợi ích của cái chất chống cái sự chống oxy hóa của Thigreen này cho cơ thể của mình và bảo vệ tế bào của mình nha. Và polyphenol trong cái trà xanh của cái Thigreen 97 này đã cung cấp một loạt các chức năng sinh lý có lợi liên quan đến sức khỏe nói chung của mình nha. Thì bây giờ đó trong các cái khoa học thử cái minh chứng lâm sàng cũng tiếp tục cho thấy rằng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu các bạn ha, và các đặc tính đốt cháy chất béo trong cơ thể. Đó là hai cái ích lợi rất tuyệt vời của Thigreen các bạn ha. Và các phát hiện được trình bày ở các cái hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ở Washington DC, và cũng nhắc lại cái lợi ích là bảo vệ tế bào của cái chất catechin trong trà xanh để mà trong cái việc thúc đẩy sức khỏe tim mạch và não bộ của mình. Thì đã ông Dr. Châu Trang các bạn ai cũng biết rồi, là cho biết là kết quả của nghiên cứu này rất có ý nghĩa trong cái việc xây dựng của một lượng kiến thức lớn hơn liên quan đến hai vấn đề sức khỏe rất là quan trọng, là nó kiểm soát cái tăng cân của mình và nó kiểm soát lượng đường máu của mình qua Dr. Châu Trang. Thì cái này mình tìm được một cái tài liệu trong khi mình đi tìm kiếm tài liệu khảo cứu, mình thấy mình rất là mê nhá. Và có một cái vị tiến sĩ thứ hai cũng của công ty Nu Skin, ông này là giám đốc cấp cao của cái bên cái department mà nghiên cứu và khảo khảo cứu của bên Pharmanex, là tiến sĩ George Lua. Thì ông cho rằng đó cái Thigreen 97 đó có thể tác dụng hữu ích trong cái việc tăng cường độ nhạy insulin, tức là nếu mà độ nhạy insulin mà được tăng cường các bạn thì cái lượng đường trong máu của bạn các bạn sẽ được giảm và được tốt cải thiện nhá. Thành ra do đó nó tác dụng rất là cao trong cái sự hỗ trợ bệnh tiểu đường. Và cái thứ hai nữa là cải thiện cái sự chuyển hóa từ đường và mỡ, thành ra do đó nó là giảm mỡ cho mình luôn các bạn nhé. Rồi thì do đó các bạn thấy rõ ràng những cái nghiên cứu và những cái minh chứng lâm sàng thấy rõ ràng là Thigreen là giảm trọng lượng cơ thể và trọng lượng mỡ bụng, và ức chế luôn cái sự hình thành của cái mạch. Không, cái sự hình thành mạch đó là một cái quá trình hình thành và việt hóa của các mạch máu, và một cái quá trình bệnh lý chính trong cái sự phát triển của các cái tế bào bất thường các bạn. Thì cái sự hình thành mạch được giả thuyết là đóng một cái vai trò trong cái việc mà thừa cân nha. Thành ra cái ích lợi của Thigreen nó rất là hay nhá. Thì một cái capsule của Thigreen á,
thì bế soạn cái E hay là EGC level đó các bạn, thì tương đương với 8 ly nước nho, 8 ly trái cây nước nho đó, và bằng 3 ly của rượu đỏ và bằng 7 ly của trà xanh bình thường ngoài kia. Nhưng mà mình uống 7 ly trà xanh bình thường ngoài kia là mình cho cơ thể mình rất nhiều caffeine, nhưng mà mình uống một cái viên tea green này đó bằng 7 7 cái ly trà xanh đó nhưng mà không có caffeine. Đó là cái tuyệt vời của cái tea green các bạn nhé. Thì bằng 4 ly trà đường, trà nước. Rồi, thì bây giờ lợi ích chính của tea green các bạn. Số 1 là giúp thúc đẩy sự toàn vẹn của collagen và elastin, làm cho da mình khỏe mạnh. Nó liên quan đến trẻ hóa luôn các bạn, tại vì collagen và elastin là cấu cấu trúc của tế bào của da mà các bạn nhé. Uống tea green đều đặn sẽ hỗ trợ cái sự trẻ lâu của mình nhé. Và cái thứ hai là cung cấp khả năng chống oxy hóa mạnh và chống lại sự suy giảm của các gốc tự do của tế bào ha, chống ung thư. Cái này rất là quan trọng. Và cái thứ ba là hỗ trợ chức năng tế bào khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ bảo bảo vệ chứ cấu trúc của tế bào, bao gồm cả cái DNA là cái gen của mình các bạn nhé, thì cản trở các cái enzyme là các cái men mà gọi là TNOX các bạn. Thì đây là cái men mà nó liên quan đến cái sự phát triển của các tế bào không khỏe mạnh, là nó cản trở cái sự phát triển của tế bào không khỏe mạnh cho mình và tăng cái tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể thông qua hiệu ứng sinh nhiệt. Cái này là cái mà giúp cho mình uống tea green thường xuyên thì mình sẽ nó đốt mỡ cho mình là qua cái thermogenetic tự nhiên của tea green, là nó tự động nó sản xuất sinh nhiệt cho mình và đốt mỡ cho mình 24 tiếng một ngày các bạn. Thì uống 2 viên mỗi ngày, 1 viên buổi sáng buổi tối để có lợi cho sức khỏe nói chung, hoặc là uống 4 viên mỗi ngày, 2 viên sáng 2 viên tối để có lợi ích tối đa cho cái sự tăng cường trao đổi chất, có nghĩa là đốt mỡ đó các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình được xin phép ngừng ở đây. Bây giờ xin mời chị Thu Tâm. Mình tên là Thu Tâm Freeman, mình ở Kansas City, Missouri, tức là ở trung kể như là ở trung tâm nước Mỹ đó. Mình qua đây 47 năm rồi. Muốn cho biết tuổi trẻ của mình đó là năm nay mình mới có 77 tuổi thôi. Vỗ tay, vỗ tay. Rất là ngưỡng mộ chị Thu Tâm. Em một phụ nữ 77 tuổi, các bạn nhìn thấy không? Đẹp như chưa? Cái mặt rất rồi. Thành ra Rồi. là mình Chị bao nhiêu lâu rồi chị? Chị hợp tác với New Skin mình bao nhiêu lâu? mình dùng sản phẩm là được 6 năm, nhưng mà để mà làm, để mà kinh doanh này kia đó thì là thì cách đầu là 2 năm. 2 năm nay mình làm nhiều hơn, tại vì mình hồi trước là mình có một cái nghề của mình là mình làm búp bê để mình dạy toàn quốc nước Mỹ. Thành ra là cái nghề đó là một cái sự đam mê của mình mà có nhiều học trò theo dõi đó. Đó, thành ra là cái sự đòi hỏi của đó rất nhiều đó. Nhưng mà tới tới chừng mà mình thấy rồi cái việc làm của mình với New Skin, mình giúp đỡ cả 100.000 người, thì cái công đức nó còn tốt nhiều hơn, hơn 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 cái việc làm búp bê của mình. Nó chỉ dành cho cái cá nhân một người nào đó thôi, còn mình làm dinh dưỡng, mình vừa mình chia sẻ dinh dưỡng đó với tất cả mọi người, mình thấy ai cũng khỏe mạnh được đó. Thì cái đó là một cái niềm 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 vui mà mình không thể, mình rất là mãn nguyện vấn đề đó. Cái bà chị của mình đó thì là bà 2 năm trước thì chị ấy chỉ bị có triệu chứng về búa nơi cổ đó, thyroid đó đó. Thì chị mới nói là ồ ồ ồ bây giờ chị đừng có dùng nha, chị đừng có dùng, chị tin tưởng em đi, chị nên dùng những cái sản phẩm này, dinh dưỡng này của hãng Fabonex của tụi tụi em đó rất là tốt. Chị nên nên dùng những cái sản phẩm này. Thì là chị chia sẻ là cái Rishi Max với lại cái Tea Green đó, hai sản phẩm đó. Chị nói hai sản phẩm này là rất là cao tốt, sẽ đốt cháy được cái giúp cho chị, nghĩa là có thể là nó bay đi luôn đó. Lúc đó là chị ăn chứ uống gì chị cũng bị nghẹt nha em. Uống nước cũng phải uống từ từng ngậm thôi, tại vì nó to lên hay làm sao đó, cái bú đó. Thành ra bác sĩ cứ canh nói là phải trong vòng 6 tháng đó, mà nếu mà không bớt chắc là phải mổ đó. Thành lúc đó là tới cái tình trạng đó, chị đã nghe anh mổ rồi chị sợ rồi. Rồi lúc mà chị chia sẻ cái này đó thì chị uống, thì từ từ đó, tới khi tới tới 6 tháng mà đi 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 khám bác sĩ đó, thì ổng nói là phải khám để biết trước khi mổ. Ông nói là phải khám trước khi mổ.
Thì lúc mà ổng chụp điện đó, chụp mà x-ray này kia ra đó, thì sao lại không thấy? Ủa nó đi đâu rồi? Ông nói nó đi đâu rồi á, không có thấy nữa, hết Ừ. Tuyệt rồi. vời chưa các bạn, tuyệt vời chưa các bạn. Yeah. Hết rồi, không còn nữa. Uh-huh. Chỉ gọi cho mình hai chị em rú lên, mình biết không? Tại Yeah. vì cái đó một cái kết quả mà mình không thể tưởng tượng được, là cái chuyện này mình cứ nghe người ta nói, mình nghe người ta nói ôi dùng cái này đi tốt lắm, dùng cái này nọ kia, rồi mình nghe thôi đó. Rồi tới bây giờ mà mình thấy bà chị của mình đó, thì là bà nói quá ngạc nhiên, mình nói mình mừng quá, cái này là mình phải chia sẻ thôi, để cho tất cả mọi người, ai mà có những cái triệu chứng gì mà nó không có tốt lành cho con người mình đó, thì cái vấn đề này là hai sản phẩm này là hai sản phẩm chánh là phải nên dùng. Nói đúng ra đó, chị là cái người mà cũng là một người chứng minh về sản phẩm đó, là chị hồi trước là chị bị diabetes, chị đau đau nhức nè, rồi yếu nè, mắt mờ nè, tóc rụng này kia lung tung á, của người lớn tuổi mà đó. Sau chị dùng có 3 tháng là chị thấy có cái sự khác biệt rồi. Rồi tới bây giờ là chị nói là chị dùng những sản phẩm nó cho tới cái ngày mà chị đi thôi, nhưng mà đi lúc đó là cũng vẫn khỏe nha. Phải trẻ đẹp mới được chứ. Đó, thành ra là chị thấy cái sản phẩm này rất là có hiệu quả cho tất cả mọi người. Nếu ai có phương tiện để mà dùng được đó thì nên dùng. Một là để ngăn ngừa, hai là để giúp cho cơ thể mình lúc nào cũng được khỏe mạnh hơn. Ừ. Ừ. À, chị khuyên ai cũng nên dùng đi. Dạ vâng, và nhân tiện các bạn là thực sự sản phẩm của sản thực phẩm và là của mình là dược phẩm bổ sung các bạn nhé, là tại vì cái nguyên liệu là bên Đông y và cái phương pháp khoa học để tạo ra những sản phẩm này là Tây y, thành thành ra được 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 gọi là dược phẩm bổ sung chứ không phải là thực phẩm chức năng hay là thuốc bổ vớ vẩn các bạn nhé. Và nhưng mà mình không không hề là hoàn mình không hề là trị bệnh ở đây, nhưng mà những cái kết quả sản phẩm là các bạn đã nghe và đã thấy nhá. Và ngay 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 cả mình đó, ngày xưa đó là mình không bị tiểu đường, nhưng mà khi mình đọc RishiMak mình thấy, nhưng mình phòng chống ung thư rất là tích cực là tại vì ông xã mình chết vì ung thư, thành ra mình mò lên mình đọc RishiMak thì mình thấy cái công dụng mà nó giết tế bào của ung thư đó các bạn. Thì Vâng. đây là một trong cái tài liệu mình, các bạn có công lên đây chia sẻ mình thì mình chia sẻ cái tài liệu nào mình đọc mà mình không biết là mình lôi ra được từ đâu, nhưng mà nó nói rõ ràng đó là cái công ty đó cũng không có liên hệ tới New Skin. Đây là một cái resource về nấm linh chi tổng quát, thì những cái chất polyphenol của nấm linh chi đó nó có tác dụng là khi mà nó thấy tế bào ung thư á, thì nó làm hai cái thứ, mà cái này là mình đọc trong cái tài liệu đó không liên quan tới New Skin, thì nó làm hai điều. Cái điều thứ nhất á, là nó sẽ cắt cái nó hỗ trợ cái tế bào T với lại NK đó để cắt đứt cái máu mà đang nuôi dưỡng tế bào ung thư, và cái thứ hai nó làm vỡ luôn cả cái DNA, tức là cái gen trong cái tế bào ung thư đó. Thì cái đó sức mạnh của Rishi Mark Linh Chi. Và đồng thời thứ ba là nó hỗ trợ hạ đường cho mình. Thì cái đó là cái chính mình dùng cái đó để hỗ trợ hạ đường cho mẹ mình. Thì cảm ơn chị Thu Tâm chia sẻ câu chuyện này. Cảm ơn em. Cho chị chia sẻ. Cảm Vâng, ơn em. thì rất cảm ơn chị. Và bây giờ tụi mình chắc xong rồi đó, thì yêu cầu Vũ Phạm hay là Văn Phạm take over. Cảm ơn chị Hana rất là nhiều với những thông tin. Em tham gia công việc này khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay những thông tin này còn rất là nhiều thông tin mình còn chưa biết. Chắc chắn là những chương trình kế tiếp sẽ có sự cống hiến của chị, bởi vì nói kiến thức về sức khỏe thì chị là một trong những người mà có kiến thức, thứ nhất là kinh nghiệm, cái thứ hai là qua công việc này chị nghiên cứu rất là nhiều. Và chúc mừng anh chị em có mặt ở đây ngày hôm nay để có thêm những thông tin này. Có rất là nhiều người đặt câu hỏi, nhưng mà chương trình hôm nay không phải là hỏi đáp. Chương trình hôm nay chỉ là chia sẻ về kiến thức về sản phẩm này thôi. Chương trình này được thâu lại và sẽ phát sóng lên kênh YouTube của GIP. Cảm ơn chị Hana, cảm ơn cô Thu Tâm rất là nhiều. Chúc anh chị em một ngày làm việc đầy năng lượng. Vâng, xin chào toàn cả nhà. Chúc một ngày vui vẻ. Cảm ơn.